Quá khứ đôi khi không thể xóa bỏ, nỗi đau đi qua sẽ để lại cô đơn. Với sự đồng hành thầm lặng của năm tháng, hãy cất giữ những kỷ niệm đẹp đẽ ấy trong đáy lòng. Đôi khi chúng ta đang dần quên đi nó, nhưng trong trái tim chúng ta, những dấu vết ấm áp đó chắc chắn vẫn sẽ tồn tại. Trong tâm trí em, hình bóng và nụ cười của anh luôn xuất hiện rất rõ ràng và chân thực. Em ước gì có thể quay lại khoảng thời gian tươi đẹp đó một lần nữa. Ở một góc trong căn phòng, em tìm thấy cuốn sổ nhật ký đã được cất giữ từ nhiều năm về trước. Em không nhịn được mà lật từng trang giấy. Những mảnh vỡ thanh xuân đẹp tựa tranh vẽ ngày ấy dường như đang xuất hiện từng chút một trước mắt em. Em cũng giống như bao người khác, vào năm tháng thanh xuân đẹp đẽ và rực rỡ nhất ấy, đều có cùng chung giấc mộng là bản thân sẽ gặp được một người bạn tâm giao, một người bạn đời, có thể cùng nhau nói cười vui vẻ, cùng nhau theo đuổi ước mơ và cháy hết mình với tuổi trẻ. Trong những năm tháng tươi đẹp nhất, không gì có thể thay thế được khoảnh khắc hai ta cùng nhau quậy phá, cùng nhau cười đùa, cùng nhau vượt qua những tháng năm sóng gió. Những lúc rảnh rỗi, em thường đi dạo một mình trên con đường rợp bóng cây, ngửi hương hoa thoang thoảng vây quanh mình, lắng nghe tiếng hoa nở, thả mình trong làn gió mát, ngắm nhìn những tia nắng lấp ló trên con đường và chậm rãi chờ đợi ánh hoàng hôn xinh đẹp phản chiếu xuống mặt hồ. Cuộc sống ấy quá đỗi bình thường và giản đơn. Thời gian giống như một bức tranh sơn dầu, nó rất yên bình và tĩnh lặng. Nhưng có lẽ chính em đã ở trong sự bình thường và lặng lẽ này quá lâu, nên dần dần quên mất đi dòng thời gian. Khi ở một mình, em sẽ vô thức nghĩ về quá khứ, mái tóc ngắn bay bay trong gió, cùng với chiếc má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện trên nụ cười của anh. Trong khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi đó, sự xuất hiện của anh đã làm cho thanh xuân của em thật thuần khiết và tươi đẹp biết bao. Mỗi ngày trôi qua, em đều tràn ngập trong hạnh phúc. Trong tâm trí em, hình bóng và nụ cười của anh luôn xuất hiện rất rõ ràng và chân thực. Em ước gì có thể quay lại khoảng thời gian tươi đẹp đó một lần nữa. Gặp nhau là định mệnh, vô tình gặp gỡ cũng là định mệnh của chúng ta. Tuy rằng thời gian yêu nhau tương đối ngắn, nhưng chúng ta vẫn luôn quan tâm đến nhau, dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Trên con phố đông đúc và chật chội, nếu em có mơ hồ ngửi thấy mùi nước hoa của anh, mùi hương đã từng luẩn quẩn trong tâm trí em khi ấy, chạm vào hơi ấm còn sót lại trên đầu ngón tay em, lòng em chắc chắn sẽ lại gợn sóng. Nhưng lúc ấy, chúng ta cũng chỉ là hai con người đã từng gặp gỡ, này lại vô tình lướt qua nhau. Trên con đường trưởng thành, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người. Có người cho chúng ta hơi ấm, có người sẽ để lại những ký ức sâu lắng không thể nào quên. Một mình em chìm đắm trong khoảng thời gian cô đơn, ẩn mình trong thế giới hối hả và nhộn nhịp. Một mình gặm nhấm quá khứ trong đêm. Suy nghĩ của em dường như đang bay bổng, nhớ nhung vui buồn của quá khứ, rồi lại nghĩ đến những thứ mà tương lai không thể có được. Trên con đường phía trước, em có thể sẽ lại một mình, lại lạc lối và cô đơn. Những người mà em quan tâm đến giống như ngọn hải đăng ở phía bên kia. Ngay cả khi em không thể nắm lấy, nó vẫn sẽ chiếu sáng cho em. Anh đã từng là ánh mặt trời rực rỡ của em, và anh cũng đã từng là nơi để em dựa vào, là người luôn lặng lẽ bảo vệ em từ xa. Khi duyên đã hết, hãy cất giữ những hồi ức thanh xuân ấy vào một góc trong lòng. Có thể ở một khoảnh khắc nào đó trong tương lai, anh có thể sẽ nghĩ đến em, lặng lẽ nghĩ đến em, không khỏi nâng niu hồi ức tốt đẹp ấy. Có thể sau này, chúng ta sẽ gặp được một người tốt hơn, nhưng trong lòng em sẽ luôn trân trọng khoảng ký ức đẹp đẽ này. Bạn vừa lắng nghe những lời tâm sự đầy cảm xúc có tựa đề Ký ức đẹp được cất giữ trong trái tim em, được bạn Khánh Huyền gửi tới Blog Radio. Ngay sau đây, mời bạn đến với câu chuyện
Từ Đó Mình Yêu Nhau của tác giả Hải Anh. Viết gì đây nữa ha? Chẳng lẽ bao năm quen nhau, yêu nhau, rồi thành chồng, thành vợ, mà mình chỉ viết được nhiêu đây? Trần nhớ mãi ngày sinh nhật cô năm ngoái. Hôm đó ông xã cô không về được nên chỉ nhắn tin chúc mừng. Còn Trần nhận được một lẵng hoa nhỏ từ những người bạn làm cùng phòng của cô mua tặng. Mới sáng sớm đến phòng, cô đã nhìn thấy và rất vui. Rồi cả ngày hôm đó, Trần liên tiếp nhận được nhiều tin vui nho nhỏ, là các bài phóng sự của cô đã được xếp duyệt và chuẩn bị cho đăng. Rồi cô lại có nhiều thời gian rảnh, vì hôm đó không phải chạy ra ngoài lấy tin tức nên Trần ngồi tại phòng. Và lại giống như mọi lần, cô cầm lại quyển sổ. Đó là quyển sổ tay lưu giữ rất nhiều thông tin trong công việc của cô, nên cô xem nó như bảo bối. Cô hay nói vui với mọi người vậy. Tin nhắn của ông xã làm Trần chợt nhớ, bảo lâu nay cô chỉ hay làm phóng sự về mọi người, và cũng đôi lần cũng có người phỏng vấn cô này kia, nhưng cô lại chẳng viết về chính bản thân mình. Vậy là cô chậm chậm gõ vào máy. Năm đó mình đang là sinh viên năm 2 thì gặp anh. Đó là lần đầu tiên mình gặp anh ngay tại sân trường nơi mình đang theo học. Mà làm sao mình biết được sau này anh là ông xã của mình. Lúc đó mình còn gọi anh là thầy nữa chứ. Nên sau này mỗi khi nhắc lại, đứa nào cũng cười. Lúc đó mình có việc tình cờ đi ngang qua phòng hội trường. Vì mình vừa vào thư viện để mượn tài liệu chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến, thì có tiếng một cô gọi tên mình. Cô không tham gia giảng dạy lớp mình, nhưng cô biết mình qua những buổi thảo luận chủ đề của khoa. Trân ơi, vào đây cô nhờ tí. Dạ vâng. Em cầm ngay tập giấy tờ này, chạy theo cái thầy mặc áo len vừa bước ra, là của thầy để quên đó. Nhanh lên, cảm ơn em nhé. Dạ vâng, để em chạy theo. Thầy ơi, thầy để quên cái này. Rồi khi anh quay lại, mình mới ngỡ ngàng nhận ra anh còn quá trẻ, tại mình gọi theo cô chứ bộ. Mà không biết, hình như anh đến trường mình có hội họp gì đó. Tôi cảm ơn, sao lúc nãy tôi không thấy cô trong hội trường? Dạ, vì em là sinh viên mà. Tôi hiểu rồi, em đang học năm mấy? Dạ, năm 2, em xin phép thầy. Vì lúc đó mình đang vội nên nói vậy rồi đi, cũng không quan tâm lắm đến anh là ông xã của mình sau này. Lần thứ hai gặp anh là cái lần mình đang khóc dở méo dở với cái xe máy. Bực mình dễ sợ, tự nhiên nó nhè đúng hôm mình mặc áo dài là nó hư. Vì hôm đó có hội thảo nên mình phải mặc áo dài để thuyết trình. Vậy là vừa dắt xe vừa lầm bầm trong miệng. Sớm không hư, muộn không hư, lại bị hư đúng ngày hôm nay, đúng ngày lúc này. Rồi vừa vương víu cái áo dài mà lúc sáng mặc đi mình thấy nó xinh, nó đẹp như nào, thì bây giờ lại thấy nó đáng ghét như nào, cùng với cái xe nữa. Rồi vừa lếch thếch dắt xe dưới trời nắng như đổ lửa, vừa cái mặt chủ ụ, thì gặp anh. Anh nhận ra mình trước và gọi. Chào cô sinh viên trẻ, xe em bị hỏng, sao không gửi lại trường và nhờ ai trở về? Dạ, vì em chạy ra khỏi trường thì nó mới hỏng. Mà em biết gần đây có một tiệm sửa xe, chắc chỉ khoảng 20 phút nữa. Tôi đỗ ô tô đằng kia, em đưa xe đây tôi dắt cho. Rồi anh dắt giùm mình đến tận tiệm sửa xe mới đi. Anh còn cho mình một tấm card nhỏ có tên và địa chỉ của anh. Lần thứ ba gặp anh là vui nhất. Hôm đó mình đi dự phỏng vấn và trong lòng tràn đầy hồi hộp. Ai dè đâu người phỏng vấn mình lại là anh. Mà thật sự mình cũng không còn nhớ đã để quên tấm card của anh ở đâu. Vì từ cái hôm sửa xe xong là mình dúi đại vào ba lô rồi quên tuốt luốt, có nhớ gì đâu. Hình như tôi và em có duyên với nhau. Em tự tin được 100% để trả lời những câu hỏi của tôi chứ? Dạ, chỉ có 99% thôi ạ. Anh ngạc nhiên, sao lại là con số đó? Dạ, vì em thích con số 99. Em thích làm công việc gì nhất ở đây? Chắc em đã tìm hiểu về tòa soạn này. Mình nhìn rất nhanh bảng tên trên bàn làm việc của anh lúc mình vừa bước vào phòng và thoáng hơi lạnh người. Anh là một tổng biên tập. Dạ, em tự tin có thể làm tất cả những công việc anh đã làm và đang làm. Rồi anh im lặng nhìn mình trong một phút. Em có thể về, ngày mai em đến nhận quyết định.
Mình cũng chẳng nhớ đã đổi cách xưng hô với anh từ lúc nào. Mình chỉ nhớ mình hay gọi tùm lum, có lúc gọi là thầy, có lúc gọi là anh. Rồi sau đó anh bắt mình gọi anh là anh. Tôi không phải thầy giáo, tôi có dạy em đâu mà gọi là thầy. Anh cũng chuyển qua gọi mình là em từ cái lần đầu tiên rồi mà. Mình làm việc cùng anh chưa được một năm thì anh chuyển qua cơ quan khác. Mà ở cơ quan mới thì anh hay đi công tác. Lúc đó anh và mình đã chính thức yêu nhau và mọi người đều biết chuyện của hai đứa. Viết gì đây nữa ha? Chẳng lẽ bao năm quen nhau, yêu nhau, rồi thành chồng, thành vợ mà mình chỉ viết được nhiêu đây? Mà lần trước anh gọi về, anh nói sẽ cố gắng về đúng sinh nhật mình. Vậy mà bây giờ anh lại khất. Được cái hai vợ chồng cùng trong ngành, cùng công việc nên rất thấu hiểu nhau. Mình cũng cảm ơn anh luôn tạo điều kiện tốt nhất cho mình trong công việc. Những lúc mình đi xa là anh ở nhà thay mình chăm sóc con và lo việc nhà cửa. Chỉ có anh hay làm đảo lộn thứ tự mọi vật trong nhà mà thôi. Mà luôn luôn mình vừa thấy thương, vừa thấy bực anh. Nhiều lúc mình cứ tự nghĩ, có lẽ cuộc đời cho mình một công việc mà mình rất yêu thích, nhưng bù lại cho mình yêu một ông xã hay đi xa nhà. Rồi có những lúc mình cũng đi công tác bất ngờ nên phải gửi con bên bà ngoại. Mà nói thật, những lần đó mình đi mà không yên tâm chút nào, cứ lo lắng cho con. Mình nhớ nhất những năm đến ngày kỷ niệm ngày cưới của hai đứa là anh hay hỏi mình câu này: em có nhớ từ lúc nào mình yêu nhau không? Em cũng không biết nữa, chắc là từ lúc anh có mặt ở trường em. Đúng rồi, từ ngày đó là mình yêu nhau. Mà mình cứ tưởng anh chỉ hỏi một năm đó thôi. Ai dè năm nào anh cũng hỏi, rồi mình cũng trả lời giống hệt vậy. Rồi hai đứa cùng cười. Mình không thắc mắc sao năm nào anh cũng hỏi, nhưng anh nói anh sẽ hỏi vậy đến già, đến chết luôn, mà chỉ đến ngày kỷ niệm ngày cưới mới hỏi thôi. Có năm mình đi công tác thì anh gọi điện và hỏi qua điện thoại. Chán thiệt, chắc đó là ý thích của anh, một ý thích không giống ai và chỉ có ông xã mình mới có. Vậy là từ lúc đó, từ ngày đó mình yêu nhau, đúng không ông xã? Là cái ngày em mở miệng gọi anh là thầy đó, và anh cũng gọi em là cô. Rồi khi hai đứa yêu nhau, cứ hay nhắc lại chuyện đó và cười. Từ đó mình yêu nhau. Chắc anh không biết vì mình không nói, nhưng mình tự thấy trái tim rung động nhiều nhất lúc anh đến nhà mình chơi lần đầu tiên. Mà nói thật, mình không muốn mời anh vào nhà. Em không muốn mời anh vào nhà hả? Dạ đâu có, vì nhà em chật lắm, lại ở trong con hẻm bé tí tẹo. Em sợ anh đậu ô tô bên ngoài lỡ có việc gì. Nhưng anh nhất quyết muốn vào. Vậy là mình phải làm theo chứ biết sao, vì cứ đứng ngoài đường nói chuyện thì bất lịch sự quá. Nhưng cũng sau lần đó, anh ngỏ lời với mình. Cho đến bây giờ mình vẫn cảm ơn cuộc đời đã cho mình được gặp anh và yêu anh. Mình chỉ cần có anh và con, rồi có công việc này, một công việc mà mình vô cùng yêu và đam mê bao năm qua. Với mình, vậy là quá đủ. Công việc đã dạy cho mình nhiều điều theo năm tháng. Rằng người ta có đi qua khó khăn và nhọc nhằn, có thật nhiều lần tự lau đi những giọt mồ hôi của chính mình, thì mới thấm thía giá trị của cuộc sống này và sẽ hiểu thêm ý nghĩa của hạnh phúc. Hôm nay là sinh nhật mình nên mình viết nhanh mấy dòng. Đây sẽ là một bài viết nhỏ về chính mình, chứ chẳng phải phóng sự gì hết. Mà mình gửi đi, không biết sếp có cười không. Thôi kệ, ai nói là phóng viên thì không có quyền tự viết về mình. Từ đó mình yêu nhau. Sao mình yêu câu này đến vậy chứ? Không phải do ông xã mình nói mà mình yêu. Mình chỉ thấy câu nói dễ thương và đáng yêu quá chừng. Để luôn luôn tự nhắc mình rằng, từ đó mình yêu nhau. Để luôn luôn nghĩ và nhớ về ông xã của mình, dù công việc có bận rộn như nào. Từ đó mình yêu nhau. Mình cứ nhớ vậy để tự thấy hạnh phúc càng lúc càng nhiều hơn. Tiếp nối số blog radio hôm nay, mời bạn lắng nghe chuyện ngắn Kẻ điên nhảy bản tango
của tác giả Tâm An. Em đem đến ánh sáng rực rỡ trong cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt của tôi. Bản tăng gô quen thuộc trong hư không là những ký ức đẹp khi chúng tôi tham gia trong câu lạc bộ, hay kể cả khi ở bên nhau, chúng tôi đều nghe và nhảy. Một làn gió thổi qua, tôi bừng tỉnh mở mắt. Nơi tôi đang đứng là ban công rộng lớn. Phía dưới ánh đèn đường soi sáng cả con đường cùng khoảng sân rộng rãi thoáng đãng. Nơi này quen thuộc quá. Phía dưới sát chiếc đèn đường đang tỏa sáng có chiếc ghế dài màu nâu với đường uốn cong lượn sóng in bóng xuống mặt đường. Vài người thưa thớt đi qua, lâu lâu một chiếc xe phóng vút qua vội vã. Mặt hồ thấy được những gợn sóng nhẹ nhẹ bởi ánh trăng và bóng đèn đường. Tôi ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ đó, không chú ý rằng có hai người đang ngồi trên chiếc ghế dài màu nâu. Bên cạnh chàng trai là một bó hoa hồng đỏ. Họ vui vẻ nói chuyện, đan tay, tựa đầu vào nhau vui vẻ. Câu chuyện của họ chắc đẹp lắm, chắc toàn chuyện vui thôi, vì nhìn họ cười thật hạnh phúc. Nhìn họ tôi cảm thấy thoải mái cực kỳ, cảm giác thân thuộc khó tả. Đầu đó đột nhiên vang lên bản tango quen thuộc. Chàng trai đứng dậy, xoay một vòng đưa tay về phía cô gái. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, nắm nhẹ tay chàng trai. Họ cùng nhau hòa cùng bản nhạc. Người đi đường suýt xoa, nhìn lại và cười. Đôi trẻ không hề quan tâm. Họ cảm thấy những người đó đang ghen tị và ngưỡng mộ hạnh phúc của họ. Họ uyển chuyển nhìn nhau đắm đuối. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận mùi vị của hạnh phúc ngập tràn, lâng lâng, bay bổng. Tiếng nhạc tắt từ bao giờ? Tôi bừng tỉnh mở mắt. Vẫn là ban công quen thuộc, vẫn là gió hiu hiu mát, chiếc ghế dài và vài người qua lại. Tôi cố tìm lại khoảnh khắc đẹp của đôi trẻ nhảy điệu tango. À, họ kia rồi. Cô gái đi dựa vào chàng trai, trông cô có vẻ mệt mỏi. Tôi cố gắng nghiêng người để nhìn rõ khuôn mặt cô hơn, nhưng mái tóc bồng bềnh sóng che lấp gần nửa khuôn mặt. Họ cùng nhau ngồi xuống ghế, tựa đầu nói chuyện. Tôi đang ước điệu nhạc đó cất lên để tôi có thể được chìm đắm trong hạnh phúc của họ. Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy thật thoải mái, dễ chịu khi nhìn họ đắm chìm trong điệu nhảy. Tôi cảm giác rằng họ rất thân quen, nhưng tôi không hề nhớ ra họ là ai. Tiếng nhạc trong hư vô lại vang lên. Lần này cô gái đứng lên trước, đưa tay mời chàng trai. Chàng trai có vẻ hơi miễn cưỡng không muốn đứng dậy, nhưng nụ cười của cô làm anh không thể chối từ. Và họ lại hòa vào âm nhạc, yểu điệu và thướt tha của cô gái, mạnh mẽ của từng bước nhảy của chàng trai, lại làm cho tôi tiếp tục đắm chìm vào cảm giác thân thuộc, dễ chịu ấy. Tiếng nhạc xa xa rồi im bặt. Bỗng cơn gió lạnh khiến tôi rùng mình mở mắt. Sao tôi lại vẫn ở đây, trên ban công này? Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Tôi thấy hơi lạ. Cứ mỗi lần tỉnh dậy, tôi lại ở ban công, nơi nhìn xuống khung cảnh quen thuộc ở dưới, nhưng không hề nhận ra. Bây giờ đây cũng vậy. Phong cảnh vẫn rất tuyệt, chỉ là cơn gió đi qua có chút hơi lạnh hơn. Dưới bóng cột đèn, đôi nam nữ nhảy điệu tango đang ngồi đó. Chàng trai choàng thêm cho cô gái chiếc khăn. Cô vẫn tựa đầu vào bờ vai của chàng trai. Họ ngồi như vậy rất lâu. Chỉ thấy chàng trai huyên thuyên như đang kể chuyện cho cô gái. Rồi tiếng nhạc vang lên. Âm thanh dễ chịu quen thuộc ấy thật êm. Nhưng họ không đứng lên nhảy nữa. Đứng xa như vậy nhưng tôi vẫn cảm nhận được bờ vai chàng trai run lên. Cơn đau thắt trước ngực làm tôi bất giác ôm ngực mình. Đau quá, càng ngày càng đau. Tôi nhắm mắt, tiếng nhạc vốn dĩ dễ chịu quen thuộc giờ lại cảm giác như xé lòng, đau đớn. Không chịu nổi, tôi loạng choạng chơi với. Cảm giác đang rơi nhưng không có điểm gì bám víu vào. Tôi choàng mở mắt, mọi thứ lại trở về như ban đầu. Tiếng nhạc vẫn đang du dương. Tôi không còn thấy đau thắt, nhưng tâm trạng lại bồn chồn, khó chịu. Bó hoa hồng dưới chiếc ghế dài đập vào mắt tôi. Chàng trai đang nhảy múa dưới bầu trời không trăng sao,
chỉ có ánh sáng của bóng đèn đường. Mưa phùn lấm tấm rơi xuống mái tóc bồng bềnh lãng tử của chàng trai như những giọt sương được phản chiếu qua ánh đèn đẹp mà buồn đến lạ. Chàng trai một mình bước nhẹ nhàng theo từng điệu nhạc. Anh cứ xoay, xoay, xoay càng ngày càng nhanh. Không còn trên vỉa hè mà ra giữa con đường lớn. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, tiếng nhạc ngày càng gấp gáp. Những cú xoay của chàng trai ngày càng táo bạo. Một ánh sáng chói lòa vào mắt tôi, chỉ nghe một tiếng rầm. Ánh sáng trắng xóa, làm tôi không thấy gì ngoài một màu sáng trắng. Tôi cảm thấy người mình nhẹ bẫng. Ánh sáng dần mở lại, xuất hiện khuôn mặt yêu kiều trước mắt, người tôi yêu hơn cả bản thân mình. Cô ấy nở nụ cười tỏa sáng, mái tóc bồng bềnh gợn sóng, khuôn mặt thân quen tôi nhung nhớ ngày đêm. Tôi vươn tay ra cố với tay cô ấy. Cô ấy cứ ở đó mỉm cười như một thiên thần, rồi dần dần tan biến. Tôi chợt nhận ra mình không còn đứng trên ban công từ lúc nào, mà đứng ngay cạnh chàng trai đang nằm bất động trên đường. Khuôn mặt đó, mái tóc, bộ quần áo đó là của tôi mà. Tất cả là của tôi. Chàng trai đó là tôi. Tôi hét lên giữa không trung, nhưng dường như không ai nghe tiếng tôi cả. Tôi gục lên bản thân mình đang nằm bất động giữa vũng máu đỏ tươi. Mọi thứ nhạt nhòa theo cơn mưa nặng hạt. Tôi không biết gì nữa. Tỉnh dậy lần này, tôi không còn đứng trên ban công nhìn xuống khung cảnh quen thuộc nữa. Nơi tôi đứng tấp nập bác sĩ, y tá. Tôi nhớ ra rồi, kia là mẹ tôi, chị tôi, cháu tôi. Mọi người mệt mỏi, bơ phờ đều hướng mắt vào căn phòng bác sĩ, y tá vội vã ra vào. Tôi chậm chậm đi đến căn phòng. Người trong đó là tôi. Đúng là tôi thật. Máu nhuốm đỏ chiếc áo em đã tặng tôi. Tôi đã nhớ ra tất cả. Đôi uyên ương mỗi lần tôi nhìn thấy là em và tôi. Chúng tôi đã và đang rất hạnh phúc, hướng đến một tương lai tươi sáng. Em và tôi quen và biết nhau trong một câu lạc bộ dancer. Tango chính là điệu nhảy cả em và tôi đều yêu thích. Chúng tôi thường hẹn nhau trên chiếc ghế dài, nơi có thể nhìn ra mặt hồ phẳng lặng, nơi chúng tôi trò chuyện và tâm sự với nhau những điều trong cuộc sống và tương lai. Em đem đến ánh sáng rực rỡ trong cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt của tôi. Bản tango quen thuộc trong hư không là những ký ức đẹp khi chúng tôi tham gia trong câu lạc bộ, hay kể cả khi ở bên nhau, chúng tôi đều nghe và nhảy. Tôi đã nghĩ cuộc sống này cứ êm đềm như thế đi đến khi chúng tôi về già. Nhưng tai họa ập đến. Em bị ung thư. Mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng. Từ một cô bé hoạt bát đáng yêu, em bị bệnh tật hành hạ đến xót xa. Ngày em có sức mỉm cười ra hiệu cho tôi rằng em muốn đến nơi chúng tôi thường đến, tôi đã đưa em đến chiếc ghế dài gần cây đèn đường và nhìn thẳng ra mặt hồ gợn sóng. Sợ em lạnh, tôi nhẹ nhàng khoác cho em chiếc khăn. Em tựa vào người tôi, nhưng tôi cảm nhận được em nhẹ tới mức nào. Bệnh tật đã vắt kiệt đi sức lực của em. Em cố gắng ngước lên nhìn tôi, khóe miệng khẽ mỉm cười. Mắt em nhắm dần. Bàn tay tôi vẫn đang nắm chặt, khẽ buông thõng. Đôi mắt em đọng lại hai giọt nước mắt lăn dài. Tôi chỉ biết ôm chặt lấy em và hát ru em ngủ. Nước mắt tôi rơi, tim tôi thắt lại. Tôi biết em đã rời xa tôi. Tôi ôm em ngồi đó, xa xăm nhìn ra mặt hồ rộng mênh mông, thoảng thoảng gió lạnh. Từ ngày đó, ngày nào tôi cũng mua một bó hồng em thích ra ngồi chiếc ghế dài mà chúng tôi hay ngồi. Tôi cứ ngồi đó đợi em. Tôi biết em sẽ không bỏ rơi tôi, vì rồi em cũng xuất hiện. Em luôn làm tôi bất ngờ như thế. Em đến không nói gì, chỉ mỉm cười và đưa tay ra mời tôi một điệu nhảy. Tiếng nhạc vang lên,
tôi và em lại trở về những ngày tháng hạnh phúc. Hôm nào cũng vậy, giờ đó em đến ôm lấy bó hồng tôi mua và nhảy cùng tôi dưới ánh đèn đường sáng rực. Mặc kệ mọi người đi qua nhìn ái ngại, chúng tôi vẫn cứ nhảy với đam mê. Mọi thứ trở về thực tại, tôi vẫn đứng đây cùng với gia đình mình, và cũng là tôi đang nằm bất động trên chiếc giường trắng toát cùng những tiếng kêu tít tít thê lương. Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Mẹ tôi gục ngã ngay trước mặt tôi, nhưng tôi không thể chạm vào bà, bất lực nhắm mắt không tin nổi những điều đang diễn ra. Khi mọi thứ xung quanh yên ắng, tôi mở mắt mới nhận ra mình đã trở về nhà. Trong phòng là mẹ tôi, thất thần tay ôm bức ảnh tôi nhìn qua ô cửa sổ. Chị tôi bờ phờ, mắt đỏ hoe, ngồi sau ôm mẹ thủ thỉ. Đã một năm từ ngày con bé mất, mẹ nhớ không? Ngày nào nó cũng mua một bó hồng ra chiếc ghế dài cạnh hồ ngồi khóc, rồi tự nhảy một mình. Ai cũng bảo nó điên, nhưng con biết nó nhớ con bé. Nó chỉ muốn giữ lại những ký ức cùng con bé. Con thấy nó đã cố gắng bình thường trước mặt mẹ con mình, nhưng con luôn thấy nó khóc mỗi khi một mình. Nó đã chịu nhiều khổ cực quá rồi. Mẹ hãy nghĩ thoáng ra, nghĩ rằng giờ nó đã gặp được con bé, nó đã được giải thoát. Có lẽ giờ nó rất nhẹ nhàng và hạnh phúc. Mẹ cũng đừng trách nó bất hiếu, vì nó đã cố gắng vì mẹ con mình rồi. Nhưng bản thân nó không thể quên con bé. Mẹ tha thứ cho nó mẹ nhé, để nó ra đi được thanh thản. Tôi chỉ biết ngồi đó, muốn ôm mẹ và chị mình, nhưng không được. Tôi là một người con bất yếu. Tôi đã cố gắng bình thường kể từ khi em ra đi, nhưng bất kể khi nào, tôi cũng thấy hình bóng của em. Tôi nhớ em tới mức phát điên, cả trong mơ tôi cũng gọi tên của em. Có lẽ vì thế, tôi đã làm mẹ tôi buồn lòng, bởi mẹ luôn biết tôi chưa thoát khỏi nỗi buồn về em. Tôi ngước nhìn lên, em đã ở bên cạnh tôi từ khi nào? Em cầm tay tôi, đưa tôi đến bên mẹ. Em gật đầu mỉm cười nhìn tôi. Tôi ôm mẹ mình thật chặt. Lần này tôi cảm nhận được cái ôm của mình, và hình như mẹ cũng cảm nhận được cái ôm của tôi. Mẹ nghẹn ngào nhìn chị. Con nói đúng, biết đâu ở nơi đó hai đứa nó gặp nhau, chúng nó sẽ hạnh phúc. Nó hạnh phúc là mẹ cũng hạnh phúc rồi. Mẹ cảm thấy hình như nó đang ở đây, cả hai đứa. Tôi nhìn mẹ, nhìn chị, nhìn căn nhà đầy kỷ niệm, cầm tay em bước đi. Tôi thấy người mình nhẹ nhõm. Đầu đó âm nhạc vang lên, nắm tay tôi là tay em, trước mặt tôi là em, cô gái đáng yêu đầy sức sống. Chúng tôi cứ hướng đi vào phía ánh sáng đằng trước. Tôi chẳng biết đó là nơi nào, tôi chỉ biết nơi đó có em. Có lẽ đó là thiên đường. Nếu yêu thích Blog Radio, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự, sáng tác của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài. Hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang và kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.